Mời quý vị và các bạn theo dõi mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương mục an toàn giao thông tuần này có phản ánh cần xóa bỏ gần 40 lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cuối chương trình là tổng hợp tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2022. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài hơn 18 km qua 7 xã thị trấn của huyện Văn Lâm, nơi tập trung dân cư đông đúc, sát các cơ sở sản xuất khá phức tạp, hiện còn tồn tại đến 39 lối đi tự mở cần xóa bỏ. Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Hưng Yên bố trí vốn xóa 39 lối đi tự mở để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông đường sắt trong thời gian tới. Ngoài việc xóa các điểm đen giao cắt với đường ngang dân sinh, người dân sống ven các tuyến đường sắt và người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ luật giao thông, tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng và tín hiệu đèn cảnh báo giao thông đường sắt để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Địa phương cần cử người cảnh giới, chốt gác vào giờ cao điểm, cắm biển chú ý tàu hỏa tại các lối đi tự mở. Cục Đường sắt Việt Nam cũng đề nghị tỉnh Hưng Yên hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ 39 lối đi tự mở qua đường sắt, mục tiêu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn. Đồng thời, chủ trì giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, ra soát bổ sung biển cảnh báo, chú ý tàu hỏa, các vị trí rào thu hẹp đã bị hư hỏng, mất tác dụng, giải tỏa tầm nhìn tại các điểm giao cắt đường sắt với đường bộ. Việc người dân uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường tuần tra xử lý hàng trăm trường hợp người điều khiển xe trên đường vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tuần tra trên tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 39, quốc lộ 38, quốc lộ 38B, đường DT379 và các khu vực có nhiều quán ăn, quán nhậu, điểm hát karaoke, khu vực đông người nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong 2 tháng ra quân từ 20 tháng 6 đến 20 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử phạt 309 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 2,3 tỷ đồng. Hôm nay có mấy ông bạn ông ấy ở xa, thế là ông ấy gọi đi ăn sáng, thế là tôi cũng làm mấy chén rượu. Tôi đi đến đây thì gặp đội cảnh sát giao thông giữ lại kiểm tra giấy tờ với cả là đo nồng độ cồn. Các đồng chí cũng đã lập biên bản và xử phạt với mức là 3 triệu đồng. Cùng với đó, công tác tuần tra kiểm soát chuyên đề về xử lý xe quá tải trọng, xử lý tốc độ, nồng độ cồn và giao thông đường thủy cũng được lực lượng chức năng tăng cường. Qua đó đã lập biên bản 1.329 trường hợp vi phạm các lỗi về trật tự an toàn giao thông, xử phạt 4,4 tỷ đồng, trong đó có trên 100 xe chở hàng quá tải trọng bị xử phạt 600 triệu đồng. Thực hiện cái việc triển khai các kế hoạch chuyên đề thì cái khó khăn vướng mắc nhất đó là khi mà xử lý vi phạm về chuyên đề về nồng độ cồn thì cái khó khăn đó là trong quá trình xử lý thì đối với các cái người điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn khi tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện thì đối với những trường hợp này thì họ thường là chây và rất mất thời gian đối với trường hợp này. Có trường hợp mà chúng tôi sau khi mà đã phát hiện vi phạm và tiến hành lập biên bản đến khi niêm phong phương tiện và đưa được phương tiện về đến cơ quan phải mất từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ mới cẩu được phương tiện đưa về cơ quan. Để giảm thiểu tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu khi tham gia giao thông, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng người dân tham gia giao thông đông. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, thường xuyên, liên tục hơn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia, tụ tập đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông. Theo báo cáo mới đây của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 8 tháng năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ và số người chết. Trong 8 tháng năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 88 vụ tai nạn giao thông, làm chết 69 người, bị thương 60 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 8 vụ, giảm 4 người bị thương. Trong tháng 8, qua công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh đã phát hiện gần 7.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đã xử phạt trên gần 15.000 tỷ đồng. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình tai nạn giao thông trong thời gian tới dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại ngày nghỉ lễ, vận chuyển hàng hóa dịp cuối năm tăng cao. Để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền kết hợp với công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục An toàn Giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.